có thời gian quay clip cho cả nhà xem nè. Hôm trước mình về nhà mình có đem nhiều trái cây xuống xà lan lắm. Xoài nè, xoài chua, một lát nữa mình sẽ làm nước mắm đường ăn với xoài nha. Đu đủ nè, khoai mì nè, chuối nữa nè, chuối này chưa có chín, chưa có ăn được. Cái này là chuối sim, cái này là chuối chuối táo quạ, hay còn gọi là chuối sáp Trà Vinh á. Cái chuối táo quạ này mình phải để cho nó chín mình mới nấu ăn được. Chuối này nấu ăn dẻo lắm á các bạn. Còn đây nữa nè, đây là khoai mì. Khoai mì mình đã bào sẵn rồi. Ở trong này có ớt một ít đường, nước cốt dừa và một ít bột nếp nữa. Lát nữa mình sẽ đi nướng khoai mì cho mọi người xem nha. Cách nướng đơn giản lắm mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên bếp. Mình sử dụng cái chảo không dính nha. Mình bật lửa lên, mình để lửa nhỏ nhỏ như vậy là được rồi. Cho cái chảo nó nóng một chút xíu. Mình cho vô đây một ít dầu ăn nè. Cái chảo giờ nó đã nóng rồi nè. Mình sẽ chắc hết dầu ăn trong chảo ra nha. Mình để dầu ăn trong này nhiều quá, nó rút vô bánh nó sẽ ngán lắm. Mọi người nhớ là để lửa nhỏ thôi nha, nếu không là bánh của mình sẽ bị khé. Rồi bây giờ mình sẽ cho khoai mì vô. Đó, mình cho vô từ muỗng vậy nè, mình ép nó mỏng ra. Sau khi mình cán đều thành một cái bánh hình tròn như vậy, cán mỏng mỏng nữa nha, cán dày nó sẽ lâu chín hơn. Rồi mình sẽ đậy nắp lại. Đó. Đậy nắp lại. Rồi để lửa nhỏ 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 vậy nè. Chờ khi nào mấy dưới nó vàng rồi mình sẽ lật trở lại. Mình nướng bề kia tiếp. Giờ mình thấy cái mép nó hơi vàng vàng rồi nè, ngay đây nè, nó hơi vàng là mình sẽ trở lại nha. Nếu không là nó bị khét, mình không có để lâu quá, nếu không là nó bị khét. Đó, vàng rồi đó các bạn. Tiếp tục để lửa liu riu tiếp nữa nha. Đó, mình để liu riu như vậy tiếp. Nhớ phải canh thường xuyên mới được. Nếu không là nó dễ bị khét lắm. Xong rồi cả nhà ơi. Khoai mì nướng của mình đã xong rồi nè. Trở lại bì dưới cho mọi người xem nha. Thật là đơn giản, nhanh gọn lẹ đúng không? Giờ mình sẽ cho qua cái dĩa có giấy thấm dầu nè, cho nó thấm dầu nha. Cho cái phần dư dầu dư nó thấm vô trong giấy nè. À, hấp dẫn chưa. Hôm qua mình được bà chị cho mình cái keo mứt tắc nè. Mọi người nhìn làm khéo ghê chưa. Cái màu nó đẹp lắm luôn á. Một lát nữa mình sẽ ăn khoai mì nướng và uống nước tắc muối nha. Mọi người xem nè. Đó, cái màu nó đẹp mà cái nước nó kẹo nó xanh sọt đã quá. Bữa nào mình học hỏi mình làm thử cái này mới được.
Cái này là mình được người ta cho. Trời ơi, cái muối nó vẫn còn trong này luôn mà nó kẹo lại, nhìn ngon quá. Cái muối nè, cái muối tắc nè. Mọi người ơi, đây là xài chua, đây là nước mắm đường, mời mọi người ăn chung với mình nha. Còn đây là khoai mì lúc nãy mình nướng nè, ăn xài trước đi. Hôm nay vui lắm mọi người ơi, hôm nay kênh của mình đã đạt được 1.000 lượt đăng ký rồi. Mình không nghĩ là nó nhanh như vậy luôn á, tại vì mình đâu có dành gì công nghệ đâu, quay clip thì bằng điện thoại của bắp nữa. Không ngờ mọi người yêu thích mình nhiều đến vậy và đăng ký ủng hộ kênh cho mình, cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Thật ra lúc đầu nản lắm, mà quay clip đăng lên đó bị người ta nói khùng, xong rồi là có người nói mình xàm nữa, xong rồi có người nói mình láo nữa chứ, chửi mình, nói mình nói mình á là mày láo à, làm như có mình ơi mà biết lái xà lan vậy. Nhưng mà thật ra mình đăng lên cho mọi người coi á là mình chỉ lấy ví dụ thôi, chứ mình lái xà lan không có giỏi, mình chỉ mới biết lái chập chững thôi. Có rất là nhiều cô, rất là nhiều chị lái xà lan giỏi hơn mình rất là nhiều, và mình còn học hỏi nhiều lắm. Khi không về là chửi mình đảng xẹt. Đăng lên lên bỏ Thật ra mình quay clip mình đăng lên YouTube là vì muốn rèn luyện cái khả năng hoạt ngôn, khả năng giao tiếp của mình, tại vì mình nói chuyện không có khéo lắm. Mọi người xem mấy clip đầu tiên á, mọi người thấy mình nói chuyện làm như hơi bị đơ vậy á, nhìn nó kỳ cục lắm. Tự nhiên mình thấy cái điện thoại quay ở trước mặt mình á, cái suy nghĩ trong đầu mình nó biến đi mất tiêu rồi, không biết nói gì hết trơn á. Nhưng mà dần dần mình đã quen được rồi, và mình sẽ cố gắng để cải thiện nhiều hơn nữa. Mình muốn vượt qua thử thách của bản thân, là hồi đó giờ mình không có rành về công nghệ, mình không biết gì về YouTube hết. Tất cả mọi thứ mình đều học theo trên YouTube và mình làm theo thôi, chứ mình không biết gì hết. Từ một đứa không biết gì và dốt về công nghệ như mình á, mình đã làm được, mình đã quay clip, mình đã biết cắt ghép rồi mình đăng lên. Chứ cái chỉnh sửa hoặc là thêm các hiệu ứng đồ vô thì mình còn phải học hỏi nhiều lắm. Với lại cái cách quay cho nó đẹp, cho nó mướt á, mình phải cố gắng cải thiện nhiều hơn nữa. Thật ra là mình định bỏ cuộc rồi đó. Lúc mà được khoảng khoảng 300 mấy người đăng ký á, 300 mấy người đăng ký đó là do mình đi tương tác, mình đi qua mình ủng hộ kênh của người khác, cho nên người ta mới ủng hộ lại kênh cho mình. Là mình thấy nản rồi, cộng thêm bị chửi nữa, mình thấy nản dữ lắm luôn. Định nghỉ quay rồi đó, nhưng mà không ngờ là được 1.000 lượt đăng ký, mình thấy vui lắm. Tại vì mình đã nỗ lực, mình đã làm được, và mình sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của em nhiều nhiều nha, và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha, rồi hãy bình luận góp ý để em hoàn thiện cái clip của em được hay hơn. Khoai mì nướng này ngon lắm á cả nhà, ăn nó giòn giòn dai dai ngon lắm, mà dễ làm nữa.
Cái này là nước tắt hồi nãy nè. Ngon quá à. Ăn cái giỏ tắc này ngon lắm luôn á. Cái giỏ tắc này nó có tác dụng hỗ trợ chữa đau họng á. Mình bị đau họng mình hay ăn cái này lắm. Ừ, có người bình luận vậy nữa nè, nói mình cà chớn quá à, chảnh quá à. Đăng xà lan, quay xà lan đăng lên nặng khoe của rồi khoe mẻ lúc này kia, nhưng mà thật ra mọi người ơi, xà lan của mình so với muôn vàng xà lan lớn ngoài kia, xà lan của mình nhỏ xíu à. Xà lan của người ta 2.000 tấn, 3.000 tấn, 4.000 tấn nữa, xà lan của mình chẳng là gì hết á. Thu nhập của mình thì đủ sống thôi, chứ không phải như các bạn ở trên bờ nghĩ là xà lan giàu lắm nha. Không phải xà lan nào cũng giàu đâu, những chiếc nào mà lớn mới giàu, còn nhỏ nhỏ như mình là thu nhập chỉ đủ sống thôi. Mình quay clip mình đăng lên, quay về cuộc sống xà lan của mình, coi đăng lên đây xem như là một cái kỷ niệm đẹp. Khi nào mà mình lớn tuổi rồi, mình không còn đi xà lan nữa, mình lên bờ á, lâu lâu mình có thể mở lại xem cho vui. Đó là kỷ niệm đẹp của cuộc đời mình. Chứ thật ra làm YouTube là để kiếm tiền là rất rất khó, chuyện không thể nào, không bao giờ. Người như mình mà làm sao mà kiếm tiền được, khó lắm các bạn ơi. Trừ khi những người thật là nổi tiếng mới có tiền. Mọi người xem video nhớ ấn like và bình luận ở bên dưới để góp ý cho mình, để mình phát triển hơn nữa nha. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh Kem nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.